Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 3 ngày mùng 7 tháng 9. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội thảo về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh họp với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nội dung quan trọng. Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của hai lái xe người Thanh Hóa. 20 cán bộ y tế Hưng Yên lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Vì sao nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến? Những giải pháp ứng phó của người chăn nuôi khi giá thức ăn tăng cao. Tam Đa phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Phù Cử. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng công an. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tại hội thảo, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đảng và công tác chính trị trong công an nhân dân. Cơ sở của sự phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an các tỉnh, thành phố, đồng thời đánh giá tình hình phối hợp trong thời gian qua, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương đối với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức họp với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Cuộc họp đã xem xét cho ý kiến về việc ban hành kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên trung học phổ thông từ hạng 3 lên hạng 2 năm 2021, phê duyệt đề án, chỉnh lý tài liệu tồn đọng hình thành từ năm 2015 trở về trước. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với ý kiến đề xuất của các sở ngành về những nội dung liên quan, một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến, sau đó tập hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với đề xuất thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên trung học phổ thông từ hạng 3 lên hạng 2 năm 2021, đồng thời giao Sở Nội vụ căn cứ quy định tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh để đưa ra giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống giáo viên. Đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa dự sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ. Chi bộ thôn Đại Hạnh hiện có 137 đảng viên. Trong tháng 8, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vận động nhân dân phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Khuê thông tin tới các đảng viên một số chủ trương của tỉnh trong công tác xây dựng đảng và lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời đề nghị chi bộ tích cực đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, tuyên truyền nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư nhằm phát triển hạ tầng giao thông. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa dự sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Chi bộ Nễ Châu hiện có 49 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên thẳng thắn làm rõ những tồn tại vướng mắc như tình trạng xây dựng trái phép cần phải tháo dỡ, ô nhiễm môi trường ở sông Chợ Trà, việc tiêu thụ nhãn, tình hình dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá nội dung sinh hoạt cụ thể, sát với thực tế. Thời gian tới, chi bộ cần tiếp tục lựa chọn chuyên đề sinh hoạt đúng, trúng những vấn đề quan trọng, mấu chốt là cán bộ đảng viên nhân dân quan tâm. Ban chi ủy cần sâu sát lắng nghe và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng 2.500 chiếc khẩu trang y tế cho tổ phòng chống dịch COVID-19 của thôn.
Sáng nay, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi giám sát việc thực hiện chủ trương cho phép mỗi xã đấu giá 3 hectare đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo nguồn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Giai đoạn 2016-2020, thành phố Hưng Yên đấu giá được gần 100.000 m2 đất, thu hơn 300 tỷ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2025, thành phố bổ sung gần 380.000 m2 đất để đấu giá. Tuy nhiên hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng các dự án khu dân cư còn chậm, một số địa phương chưa rà soát kỹ quỹ đất, vị trí đưa ra đấu giá chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dẫn đến công tác triển khai đấu giá kéo dài. Đoàn giám sát đề nghị thành phố Hưng Yên cần làm rõ số thu sau khi trừ chi phí làm hạ tầng, tỷ lệ hộ dân xây nhà ở trên đất đã đấu giá, hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới sau khi thực hiện đấu giá đất. Đoàn giám sát cũng đề nghị thành phố Hưng Yên cần tăng cường quản lý sau đấu giá đất, tìm hiểu nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở của nhân dân để đầu tư mặt bằng hiệu quả, không dàn trải gây tốn kém, lãng phí. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 là trường hợp F1 của hai bệnh nhân lái xe Bắc Nam quê Thanh Hóa đã được cách ly tập trung từ trước. Trường hợp này là nam sinh năm 1979 có địa chỉ ở thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Được cách ly tập trung từ ngày 30 tháng 8 sau khi trở thành F1 của hai bệnh nhân lái xe người Thanh Hóa đến xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên ngày 29 tháng 8. Xét nghiệm lần 3 có kết quả dương tính. Tuy nhiên trường hợp này có dấu hiệu khai báo không trung thực khi chỉ khai có đến Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên cùng giờ với 2 F0. Qua khai thác thông tin từ F0 thì chính trường hợp này là người lái ô tô riêng đưa 2 F0 đến xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Huyện Kim Động đang giao cho công an huyện xác minh, làm rõ vụ việc này. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 241 ca bệnh, hiện chỉ còn 9 ca đang phải điều trị. Toàn tỉnh hiện không còn khu vực nào phải phong tỏa, còn trên 6.300 người phải cách ly y tế. Qua 6 đợt tiêm được trên 110.000 liều vaccine phòng COVID-19. Chiều nay, đoàn cán bộ y tế tình nguyện số 3 của tỉnh Hưng Yên lên đường vào hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Đoàn gồm 20 bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, Trung tâm Y tế các huyện Ân Thi, Khoái Châu và Trạm Y tế xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động. Hầu hết các thành viên trong đoàn là lực lượng trẻ, tay nghề chuyên môn vững. Dự kiến đoàn sẽ vào hỗ trợ điều trị tích cực tại Bệnh viện Dã chiến số 16 của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện 30 cán bộ y tế của tỉnh Hưng Yên đang tham gia hỗ trợ điều trị tích cực tại tỉnh Đồng Nai. Trước đó, tỉnh Hưng Yên cũng cử đoàn 6 cán bộ y tế tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Giang. Vừa qua, tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên AMA có trụ sở tại xã Tân Quang, tổ chức bàn giao 2 máy thở và 1 máy đo chức năng sống trị giá 150 triệu đồng để ủng hộ huyện Văn Lâm cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là món quà ý nghĩa giúp đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện có thêm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Ân Thi phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021. Với thông điệp hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp, trong đợt hiến máu lần này, toàn huyện đã vận động được trên 1.000 cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn đăng ký. Trong đó có nhiều người đã hiến máu trên 5 lần, như thầy giáo Nguyễn Văn Thắng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, cô giáo Nguyễn Thị Bách, trường tiểu học xã Bắc Sơn, đoàn viên Nguyễn Thị Thủy ở xã Cẩm Ninh. Kết quả trong 2 ngày đã thu được 976 đơn vị máu. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp,
nhằm hạn chế việc tập trung đông người, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và tháng 10 vào cùng một kỳ chi trả. Đây cũng là lần thứ tư trong năm nay, ngành bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp 2 tháng vào cùng một kỳ chi trả. Theo đó, có trên 51.000 người được chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và tháng 10 với gần 400 tỷ đồng. Việc chi trả được thực hiện từ ngày 5 đến hết ngày 19 tháng 9 bằng hình thức chuyển tiền qua thẻ ATM và chi trả bằng tiền mặt tại bưu điện, bưu cục và nhà văn hóa thôn, khu phố. Các điểm chi trả đều được bố trí đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định, có nước sát khuẩn, khẩu trang miễn phí, thực hiện giãn cách và thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đây là giải pháp linh hoạt, kịp thời, góp phần chung tay cùng với cộng đồng phòng chống dịch và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, thực tế thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa muốn tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến mà vẫn đến trung tâm hành chính công để thực hiện giao dịch. Là nhân viên công ty có 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, có trụ sở tại khu công nghiệp Thăng Long 2, trong suốt 3 năm qua, chị Vương Thị Trà mỗi khi phải làm thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đều phải đến trực tiếp trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện thủ tục. Chúng tôi cũng đã nghe qua và cũng đã được sở lao động tập huấn một buổi cách đây tầm 3 năm trước khi bắt đầu triển khai. Thế nhưng mà thực sự thì cũng lười tìm hiểu nên là vẫn áp dụng theo hình thức là nộp trực tiếp. Hiện nay, thủ tục giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đã đạt mức độ 4, tức là có thể giao dịch hoàn toàn trên môi trường mạng. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thủ tục này rất dễ thực hiện. Với các thao tác đơn giản, cá nhân tổ chức sẽ thực hiện 5 bước, gồm đăng ký, đăng nhập tài khoản, lựa chọn tên dịch vụ, nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn, theo dõi kết quả và nhận kết quả trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, theo thống kê, từ đầu năm đến nay đã phát sinh 1.957 thủ tục thuộc lĩnh vực việc làm an toàn lao động, nhưng chỉ có trên 30% là giao dịch trực tuyến, còn lại các doanh nghiệp vẫn đến giao dịch trực tiếp. Có những cái doanh nghiệp do trình độ cán bộ chưa quen với việc kết nối sử dụng trên hệ thống mạng nên là chưa thể làm được. Thứ hai là do tâm lý, người ta phải gặp trực tiếp cán bộ thì người ta mới yên tâm. Thế còn bây giờ thì không cần phải có máy scan. Tôi đã duyệt rất nhiều cái hồ sơ mà người ta dùng máy điện thoại, người ta chụp ảnh, văn bản rất là nét. Người ta đẩy lên hệ thống thì vẫn đảm bảo được cái yêu cầu mà của thủ tục quy định. Gần 2 năm nay, chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ở Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Vận tải Hưng Yên đều làm các thủ tục cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải cho doanh nghiệp của mình trên môi trường mạng, không phải đến cơ quan hành chính. Thủ tục cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải khá đơn giản, dễ thao tác. Tuy nhiên, trong tổng số hơn 900 hồ sơ thực hiện từ đầu năm đến nay, chỉ có 60% hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Số còn lại vẫn đến giao dịch trực tiếp. Tôi là làm 3-5 thủ tục một ngày. Hoàn toàn là thao tác trên hệ thống dịch vụ công online hết. Chỉ tầm 5 phút là xong một hồ sơ thôi. Đỡ được bao nhiêu việc, với cả mình đỡ phải ra ngoài, đỡ phải giao tiếp. Thì cái công cuộc phòng chống dịch bệnh cũng tốt hơn. Xét về các điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thì doanh nghiệp là đối tượng có nhiều điều kiện thuận lợi nhất về thiết bị và nhân lực. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của những đối tượng này còn hạn chế. Điều này phần lớn do tâm lý ngại tìm hiểu của những người thực hiện. Chỉ khi ý thức của người thực hiện các thủ tục hành chính thay đổi, chủ động tìm hiểu, đồng thời các cơ quan hành chính tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, thì những thủ tục hành chính mức độ 4 mới phát huy hết vai trò và hiệu quả. Đây cũng là cách góp phần hạn chế sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi bò hoặc tự sản xuất chế biến thức ăn là những giải pháp hiệu quả của nhiều hộ chăn nuôi nhằm ứng phó với tình trạng giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong thời gian gần đây. Trang trại của ông Nguyễn Văn Vẻ ở xã Hồng Tiến, huyện Khoai Châu trước đây nuôi lợn. Tuy vậy, khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, gia đình ông chuyển đổi sang nuôi bò. Tận dụng diện tích chuồng trại và nguồn thức ăn xanh cùng phụ phẩm nông nghiệp, ông Vẻ nuôi 160 con bò, chủ yếu là bò 3B. Mô hình này ít chịu ảnh hưởng bởi nguồn nguyên liệu thức ăn nhập khẩu.
Con bò nó chăn nuôi trong cái thời điểm mà chăn này thì nó chỉ là cái con ăn cỏ, uống nước lã. Thế trong khi đó lại dịch bệnh và áp lực của dịch bệnh nó rất là ít. Dẫn đến là nếu như mà có khó khăn về cái tình hình nuôi về thức ăn của nó ấy, thì chỉ có cho nó ăn cỏ uống nước lã là cũng có thể là sống được rồi. Không chỉ ông Vẻ, hiện nay nhiều trang trại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đầu tư chăn nuôi bò theo hướng Việt Gáp với tổng đàn gần 40.000 con và cho hiệu quả kinh tế cao so với chăn nuôi các con khác. Mỗi con là nào được 15 đến 20 triệu, trừ chi phí rồi là được như thế. Để ứng phó với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, ở xã Dạ Trạch, huyện Khoai Châu, phần lớn các trang trại chăn nuôi lợn đều đầu tư hệ thống chế biến thức ăn chăn nuôi để chủ động nguồn cung và giảm giá thành. Trong khi đó, chất lượng thức ăn đều bảo đảm theo quy định. So với thị trường thì giá cám thì rẻ được từ 500 đến 1.000 cơ. Nếu mà những các hộ chăn nuôi thì nên phát triển trên này, bởi vì mình phải chủ động thức ăn được thì mình sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề, tức là về chi phí nó, giá thành nó rất xuống rất là nhiều. Mà hai, những cái gì mình cho con lợn ăn là mình nắm được, nên là mình để mà giải quyết được cái bài toán kinh tế là cực kỳ hiệu quả luôn. Hiện nay giá thức ăn chăn nuôi tăng từ 15 đến 20%, giá thịt gà, lợn giảm cộng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến đầu ra của sản phẩm. Vì vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo các trang trại phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao tỷ trọng đàn trâu bò là những vật nuôi ít chịu ảnh hưởng bởi nguồn nguyên liệu thức ăn nhập khẩu, tận dụng tốt nguồn thức ăn xanh và phụ phẩm của nông nghiệp. Cùng với đó, tự chế biến thức ăn cũng là những giải pháp để giảm giá thành đầu vào và nâng cao giá trị trong chăn nuôi. Thời gian qua, xã Tam Đa đang tập trung nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu trở thành xã đầu tiên của huyện Phù Cừ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển sản xuất. Hiện nay, xã đã quy hoạch được 7 vùng sản xuất hàng hóa tập trung, trong đó có 300 hectare trồng cam và vải. Trên địa bàn xã đã có 2 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới với trên 800 hộ cùng liên kết sản xuất theo quy trình Việt Gáp, từ khâu đầu vào đến khâu tiêu thụ sản phẩm, các mặt hàng chủ lực của xã. Hiện nay, giá trị trên 1 hectare canh tác đã đạt gần 200 triệu đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân kỹ thuật canh tác, xã Tam Đa huy động nguồn vốn và đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nội đồng, tạo thuận lợi trong việc chăm sóc và thu hoạch nông sản. Bà con nhân dân rất là vui mừng, phấn khởi. Các cấp các ngành đã quan tâm cho các đường bê tông hóa, hướng dẫn định kỳ, cho cả những thuốc tưới, rồi những nước vôi tưới, rồi những cái cách phun. Bà con cứ yên tâm là về những cái chuyển đổi gắn bó cây cam này lâu dài, cứ được mùa được giá thì bà con chúng tôi thì là rất là khá giả. Không chỉ phát triển các vùng trồng cây, xã Tam Đa tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Hiện toàn xã có gần 5.000 con lợn và khoảng 18.000 con gia cầm, thủy cầm. Các hộ chăn nuôi lớn đều đầu tư xây dựng chuồng trại khép kín, xa khu dân cư, nhờ đó có thể thu lãi gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Nếu như năm 2018, khi đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của Tam Đa là 42 triệu đồng, thì đến năm 2020 đã đạt 63 triệu đồng. Khi đời sống của người dân ổn định, xã Tam Đa tiếp tục bắt tay vào đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông và các công trình công cộng. Mọi công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng đều được nhân dân đồng thuận và nhiệt tình ủng hộ. Gia đình xung phong hiến luôn, bảo các cán bộ đi vận động, bảo cứ đi vận động nhà khác, còn riêng gia đình tôi sẽ dọn và hiến, không tiếc gì. Mong muốn làm sao mà con đường làm càng nhanh thì càng tốt. Đảng ủy Ủy ban xã đã có rất nhiều cuộc họp chuyên đề bàn sâu về công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Tam Đa và đưa ra các cái định hướng phát triển kinh tế trước thì bắt đầu mới quay ra xây dựng cơ bản. Khi các gia đình có điều kiện kinh tế rồi thì người ta hiến đất và công trình hiến đất thì rất đơn giản. Nhìn chung bà con rất là phấn khởi. Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới chính là để ổn định và mở rộng các mô hình sản xuất, đảm bảo môi trường nông thôn, giữ gìn nét truyền thống văn hóa, nâng cao đời sống của người dân. Kết quả này cũng là tiền đề để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong xã tiếp tục nỗ lực đưa Tam Đa sớm hoàn thành kế hoạch trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Phù Cừ.